Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay mình lâu lắm rồi mình mới bán lại xu và những cái xu Việt Nam nè anh em. Đây là bộ xu của Việt Nam mình ha. Năm 2003 mình sẽ quay cái bộ 2003 ha. Bộ này anh em nào lấy thì mình để cho 50k một bộ thôi. Để mình gom lại nè, 5.000 nè anh em. Xu 2003 ha. 5.000, 200 đồng, 500 đồng nè. Bộ này 50 nha anh em. Đây, 200, 500. Đây là lô xu của mình để cũng lâu rồi mình không bán ha. Bây giờ mình lục ra mình bán nè. Đây, 200, 500, 1.000, 2.000 và 5.000 ha. Bộ này nè, gồm 5 xu ha anh em. Là 50.000. Anh em nào mua thì cứ liên hệ với mình ha. Đây mặt sau xu thì rất là lâu rồi mình để mình không có bán xu ha. Bây giờ mình lôi ra mình bán nè, xu Việt Nam ha anh em. Rồi bỏ qua cái bộ này, anh em nào có mua xu Việt, còn cái lô xu này nó lộn xộn lắm nha anh em, mình lựa lâu lắm nên mình không muốn bán xu là như vậy. Rồi cái bộ xu 576 ha. Đây là một hào nè anh em. Một hào, hai hào và một đồng 76. Rồi năm hào. Rồi bốn xu ha anh em. Đây. Một hào, hai hào, năm hào và một đồng 519 76. Bộ 76 này gồm bốn bốn xu à, bên mình rất là nhiều. Đây, một cây. Cây gì là 100 xu ha. Anh em mua cây mình cũng bán nữa. Đây. Bịch này là 100 xu nè. 5 hào nè. Xu này thì mình rất là nhiều ha. Đây bộ 76 gồm nè, 1 hào, 2 hào, 5 hào và 1 đồng. Xu này thuộc dạng xu nhôm nha anh em. 576 ha. Bộ này thì anh em nào lấy thì mình để cho 4 xu, 4 xu 80 ha. 4 xu ha anh em, 4 xu 80 ngàn ha. Cái bộ trước hồi nãy là năm 2003 là cái bộ đó là 50, bộ này thì 80. Thôi mình quay như vậy thôi. Còn mấy cái loại này thì nó cũng rẻ. 5 đồng này nè anh em. 571 nè, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Việt Nam Cộng hòa nha anh em, 5 đồng Việt Nam Cộng hòa 571. Loại này thì 20k một xu. Cái này mình quay gần mới thấy được ha anh em. Giờ mình quay ban đêm mình có ánh đèn đó, nó hơi chói. Đó. Loại này cũng 20 nè anh em. Việt Nam Cộng hòa 10 đồng. Năm 1964. Cái chung xu mình bán toàn là 20 20 không á. Đây là Việt Nam Cộng hòa 1 đồng ha. Năm 1971. Và đây là 2 xu và 1 xu. 1 xu 2 xu này 575 nha anh em. Đây. 1 xu và 2 xu 575 ha. Hình như cái loại 1 xu và 2 xu này mình có ít là anh em chứ không có nhiều đâu. Hai xu này mình lấy là 40 ha. Cái này đâu phải xu Việt. Rồi mình chuyển qua xu này. Xu này thì 30.000 một xu ha, 20 xu ha và 10 xu. Cái này thì quốc gia Việt Nam 1953 ha. Rồi cái này cũng vậy luôn, 1953 ha. Mình phải quay đây. Đây, đây là mặt ba cô gái ha. Và đây là bông lúa Việt Nam ha. Cái xu này là năm 1953 ha. Xu này thời 53 còn pháp thuộc ha, xu Việt Nam Cộng hòa nè. 1953 thời pháp thuộc ha anh em, còn pháp thuộc á, loại này 30 ngàn xu ha. Rồi, bỏ qua hai bộ này tiếp tục. Bây giờ thì mình không biết quay loại nào. Anh em nào có chơi đô xu Mỹ gì, sen gì nè, sen Mỹ rồi Malai, nói chung là Thái Lan cũng có ha. Xu quốc tế hay là xu quốc tế, tại nó có Việt Nam trong này nè anh em. Việt Nam là tại mình không có soạn ra, khi nào mình rảnh thì mình soạn ra cho anh em ha. Nam quốc tế đồ nhiều lắm anh em, xu rổ cũng có nè.
xu lỗ rất là nhiều luôn. Đa số những cái xu này á thì mình không rành lắm ha anh em. Những cái xu mới đây thì mình còn cái xu này là đâu phải xu. Này cái game. Này game. Ồ, cũng có xu game trong này nữa anh em. Nhiều lúc mình mua á, người ta pha vô á. Loại này là xu giả nè. Xu này đúng, xu này chắc để làm phong thủy thôi nha anh em. Xu này chắc mình nghĩ là phong thủy thôi. Xu này bậy bạ quá. Rồi bỏ qua xu đó luôn. Xu này chắc cũng phong thủy. Giống bùa bát quái quá anh em. Xu này anh em nào lấy mình để cho 20 nè. Xu phong thủy nha. Mình sẽ quay cho anh em hai cái bộ xu này nè. Xu này rất là to ha. Đây mình sẽ quay cái đồng xu 5.000 là to nhất của mình đây. Đồng xu 5.000 Việt Nam anh em. Loại này to to lắm ha. Bằng 4 ngón tay mình á. Tay mình to lắm mà. Xu này là xu phay ha, đúc phay do Trung Quốc đúc phay nè. Cái này cũng dạng xu xưa nha anh em. Trung Quốc đúc lâu lắm rồi. Cái này cũng vài chục năm rồi. Loại này đợt trước anh em nào lấy thì mình để cho 200 ngàn. Loại này thì hồi đó mình mua nè. Mình mua mình tính mạ vàng. Mạ màu vàng á anh em. Để mình trưng vô cái kệ á, nhưng mà mình không chơi nữa. Xu này 200 nè anh em. Xu này 150 nè. Cũng do Trung Quốc in. Nó to bằng cái xu này luôn á. Hai xu bằng nhau nè. Ồ, xu này nó to hơn chút xíu. Qua niên. Đây là tiền Nhật ha. Này nó đúc tiền của Nhật nè. Có một cặp rồng đằng sau ha. Đây mình sẽ quay cặp rồng cho anh em xem ha. Là một yên. Không biết thật hay là giả. Hình như chắc cái này là giả chứ không phải thật đâu. Xu này thì 150 ngàn. Nói chung mình có hai cái xu to đó thôi. Còn nhiều xu quốc tế với Việt Nam. Quốc tế với Việt Nam rất là nhiều anh em. Khi nào mình chọn ra ví dụ 5-10 nước gì đó mình bán luôn một lần. Anh em nào có mua thì liên hệ với mình ha. Còn anh em nào mua ký. Một ký ô xu quốc tế này mình bán ký cũng được anh em. Quốc tế thì 600-700 ngàn ký nhưng một ký tầm mấy trăm xu á. Rồi anh em nào mua thì liên hệ với mình ha, những cái bộ xu Việt Nam. Còn quốc tế thì mình sẽ quay sau. Đã tốt xu 1976 thì mình có rất là nhiều. Anh em mà mua sỉ thì mình bỏ cho sỉ 50 bộ 100 bộ gì đó thì sẽ liên hệ mình qua Zalo ha. Số điện thoại mình kèm sẵn rồi. Xin chào tạm biệt anh em nha.